Dạ vâng, audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh audio Đạt Gò Vấp. Và bữa hôm nay nhà mới về để một con đài cassette với mã model là Sony CBS-1035S dạ. Để ngoại hình máy về còn rất là đẹp, đặc biệt là hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Em sẽ quay cận cảnh chi tiết của máy. Đây phần loa bên trái dạ. Đây cái phần chữ của rất là đẹp và phần loa bên trong cũng rất đẹp dạ. Góc cạnh thì còn liền lạc, không có bị xước sát hay bị xước mẹ gì hết dạ. Em biết chứ. Cái phím cơ này còn đẹp và sáng dạ. Đây phần loa bên phải dạ. Đó, cái vần chữ này cũng rất là nét dạ. Còn em cái mặt phía sau của máy luôn nhỉ. Đây mặt bên hông của máy và rất là đẹp. Thì là máy sử dụng đa dòng điện, nhưng bên em đang để chế độ 220V cho dễ sử dụng dạ. Đây là nguồn điện AC 220V và dây loa của máy. Còn anten cũng là anten zin theo máy luôn dạ, anten zin. Đặc biệt là còn hai cái khóa loa, cái chốt khóa loa ở đây còn nguyên, đa phần những con này hay bị gãy lắm nhưng con này vẫn còn nguyên. Đây là tem và thông số của máy Sony CH1035S dạ. Cái số có cái số seri là 00, sản xuất tại Tokyo, Japan. Tổng thể còn rất đẹp nhá. Bây giờ em đi vào phần mà test chức năng của máy. Dạ vâng, quý vị là có nhu cầu sở hữu liên lạc em qua số điện thoại 0938303454. Đạt Gò Vấp rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên audio Đạt Gò Vấp sớm nhất có thể dạ. Thì em test là chiếc máy. Thứ nhất là phần radio của máy thì là 108 luôn dạ. Bắt được tất cả các đài Việt Nam dạ. Và phần băng cassette, đây cái phím cơ của máy, các chế độ chọn và phím cơ. Bên trong của nó đẹp và liền lạc dạ. Sạch sẽ dạ. Đây nút chỉnh băng đài ở đây, chúng ta chọn băng đài, nút tuning để dò đài AM và FM, để nút volume tổng của máy. Thì máy có hai chế độ, thứ nhất phần tap với hai phần radio, chúng ta hát chế độ nào thì chúng ta để chế độ đó dạ. Đây là ba lăng cân bằng loa trái và loa phải, khi chúng ta để giữa hát đều hai loa. Và máy có 5 cần chỉnh equalizer hoạt động rất là tốt dạ. Đây là cái cần chỉnh chép, mic và bass dạ. Vâng, em cho test một đoạn nhạc của nam ca sĩ Duy Khánh. Và em chọn chế độ tap ở đây, em bấm play. Mưa đang rơi, chim ơi.
tôi tới tôi lui. Chạy rất là tốt và ngọt ngào vậy. Bấm vào like tiếp tục. Dì Văn, phần băng cassette hoạt động rất là tốt rồi dạ. Cái vần chữ phím cơ rất là đẹp. Em phải test phần radio của máy ra được chính. Vân vân, cho nên tôi khuyên anh là cái này thứ nhất, sau khi cái anh khám ở những... Nếu mai có xa dài, thật tâm anh chỉ mong em lắng nghe lời. Như vậy, anh có thể tìm đến các sản phẩm từ thảo dược để cải thiện tình trạng này hay không ạ? Các sản phẩm thảo dược và các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược, nếu đạt được cả 3 yếu tố quan trọng sau đây thì có thể cải thiện được tình trạng của bác. Thứ nhất là tăng lưu lượng tuần hoàn não. Thứ hai, đây thì tôi cũng bắt mà mặt. Trung Quốc học hay là gần đây là Nhật Bản học, Thái Lan học đều là những cái ngành mà có một cái sự phát triển, có một cái nền điện ảnh rất là phát triển và đã có thể xuất khẩu được cái văn hóa ra bên ngoài, ra các nước phương Tây. Và nhìn lại những cái vấn đề này thì với tư cách của những người mà làm đào tạo về đông phương học thì chúng tôi cho rằng khoa chúng tôi có thể. Dạ vâng, máy hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng rồi dạ. Quý vị có nhu cầu sở hữu lạc em qua số điện thoại 0938303454 Đàn Gò Vấp. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.